Các bạn xem đám học sinh này có quá đáng không? Bọn chúng đặt một chậu nước rửa chân ở trước cửa, rồi đợi giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Lúc này một học sinh báo cho cả lớp biết thầy chủ nhiệm đi đến hành lang rồi. Mọi người lập tức rút điện thoại ra quay lại cảnh thầy bị cả chậu nước úp lên đầu. Kết quả là... Chúng ta cùng xem lại video quay chậm. Giả sử thời gian chậu nước rơi xuống là 0.8 giây, thì thầy chỉ mất 0.2 giây để phát hiện ra nó, sau đó dùng 0.3 giây để quay người, rồi dùng thêm 0.3 giây nữa để dùng cùi chỏ đánh bay cái chậu. Hơn nữa, cái chậu rửa chân này còn đập thẳng vào đầu của học sinh cá biệt nhất lớp. Thầy giáo này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại giỏi như thế? Các bạn hãy cùng cuồng phim xem hết để biết câu trả lời nhé! Người đàn ông này tên là Trần Hiệp, hôm nay anh quay về trường cũ để dạy học, còn lớp học này là lớp cá biệt nhất của trường Đức Trí, tất cả học sinh của lớp này đều là học sinh cá biệt. Chúng ta cùng nhau xem những học sinh này làm gì trong giờ học nhé. Ngày đầu tiên Trần Hiệp đi dạy, anh bước vào và chào buổi sáng cả lớp, nhưng không học sinh nào thèm để ý đến anh. Học sinh của anh còn nấu mì ăn ngay giữa lớp học, hơn nữa cậu ta còn thu tiền của các bạn khác. Trần Hiệp đi xuống dưới lớp xem, còn nói với cậu học sinh ấy là không được bỏ nhiều gia vị thế, bởi vì trong gói gia vị có rất nhiều natri, nếu ăn nhiều sẽ bị cao huyết áp. Đương nhiên cậu học sinh ấy không chịu nghe, thầy càng cản thì cậu lại bỏ càng nhiều, còn mắng thầy giáo là đồ ngốc. Trần Hiệp quay đi lại nhìn thấy một học sinh ở trong lớp đàn ukulele. Anh còn bình tĩnh đến nói, em nên chỉnh nốt son trước sau đó đến la. Trần Hiệp lại đi đến chỗ cô gái cắt tóc tomboy, cô đang xem tạp chí về xe hơi. Trần Hiệp nói chiếc xe này chạy được nhanh nhất là 307 km/h, tốc độ tối đa ở Hồng Kông là 110, em nhớ phải thi bằng lái trước khi chạy xe đó. Ở bàn cuối cùng có một học sinh đang ngồi chơi game. Trần Hiệp đi đến cảnh cáo tỷ lệ khúc xạ của điện thoại là 0.58, em phải cẩn thận không sẽ bị hỏng mắt đó. Tiếp đến Trần Hiệp đánh thức học sinh đang ngủ dậy, nhưng vẫn không ai thèm để ý đến anh viết tên của mình lên trên bảng. Ôi trời, cái tên gì mà quê mùa thế không biết, các bạn học sinh hả hê cười nhạo tên của thầy. Trần Hiệp thấy vậy quyết định sẽ cho lũ nhóc này một bài học. Anh lấy một sợi thun rồi dùng một cục phấn làm đạn, anh kẹp viên đạn vào thun rồi bắn thẳng vào đầu vòi phun chữa cháy. Các bạn học sinh bị ướt như chuột lột vội vã chạy ra khỏi lớp. Cứ như vậy Trần Hiệp vừa đến lớp đã gây thù chuốc oán với toàn bộ học sinh, nhưng anh vẫn quyết tâm dạy dỗ những đứa trẻ này nên người. Trong lớp có 5 học sinh là trường hợp đặc biệt, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhóm 5 người này gồm những ai nhé. Người đầu tiên chính là Hạng Tổ Phát, quê gốc ở Pakistan và sinh ra ở Hồng Kông. Vì cậu có làn da đen nên từ nhỏ đã bị bạn bè kỳ thị và bắt nạt, cậu có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Người thứ hai là cô nàng tomboy này là Vương Đắc Nam. Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cả nhà đều yêu quý em trai, vì vậy từ sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn khao khát mình là một đứa con trai. Người thứ ba và tư là hai anh em sinh đôi Quan Khải Trình và Quan Khải Hiền. Bố của hai người là một kẻ nát rượu thường xuyên đánh đập hai anh em. Người thứ năm là Lý Vĩ Thông, là đại ca của nhóm 5 người này. Bố mẹ cậu mất vậy nên cậu phải lăn lộn ngoài đời từ sớm. Hôm đó cả 5 người ở trên sân bóng rổ. Lý Vĩ Thông thấy cô gái mà cậu thích bị đội trưởng đội bóng rổ trêu chọc, cậu tức giận ném bình nước vào trong sân. Đội trưởng dẫm trúng bình nước ngã lăn ra đất, đội trưởng nhìn 5 người họ và nói chắc chắn cậu ta sẽ trả thù. Lúc này cô giáo đi qua trùng hợp chứng kiến hết mọi chuyện. Cô phạt cả nhóm phải chép bài. Nhưng muốn phạt nhóm học sinh cá biệt này đâu phải dễ, bọn chúng lấy cớ nộp phạt rồi kẹp con sâu vào trong cuốn vở. Cô vừa mở cuốn vở ra. Bây giờ giáo án và bài kiểm tra ở trên bàn đều ướt hết sạch, nhóm học sinh cá biệt làm mặt quỷ với cô giáo sau đó ung dung rời đi. Ngày hôm sau Trần Hiệp đi dạy, các bạn học sinh muốn đuổi thầy đi, vậy nên lớp đã đặt chậu nước rửa chân ở trước cửa, và xảy ra cảnh tượng ở đầu video. Cả chậu nước rửa chân úp thẳng vào người Lý Vĩ Thông. Lúc này cả lớp mới biết giáo viên chủ nhiệm lớp mình biết võ. Trần Hiệp không trách móc học sinh, anh bắt đầu dạy học sinh theo phương pháp vô cùng kỳ lạ. Thầy chủ nhiệm này rất khác người, là giáo viên mà lại cho học sinh hút thuốc trong lớp. Anh bảo Lý Vĩ Thông lấy điếu thuốc ra và nói cho cả lớp biết, nếu như trả lời được câu hỏi của anh sẽ không phải học nữa. Câu hỏi đầu tiên, thành phần hóa học cấu tạo nên điếu thuốc này là gì? Hạng Tổ Phát giơ tay trả lời, nicotine, hắc ín, carbon mononit. Đúng rồi, em đi được rồi đó. Hạng Tổ Phát vui vẻ đi ra khỏi lớp. Các bạn khác đều ngưỡng mộ đập bàn đòi nghỉ học. Anh phát cho mỗi bạn một điếu thuốc. Câu hỏi thứ hai, ai có thể cho thầy biết điếu thuốc được tạo thành từ những phần nào? Anh còn vẽ hình điếu thuốc lên trên bảng. Hai anh em sinh đôi trả lời, giấy bao thuốc, thuốc lá sợi và đầu lọc. Câu trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ. Trần Hiệp hỏi đầu lọc dùng để làm gì, anh còn để Lý Vĩ Thông hút thuốc làm mẫu cho mọi người. Các bạn học sinh lập tức hò hét, lần đầu tiên mọi người thấy thầy giáo cho học sinh hút thuốc. Lúc Lý Vĩ Thông bật quẹt châm điếu thuốc, Trần Hiệp lấy điếu thuốc đi. Mọi người chưa bao giờ được học tiết nào như thế này, đám học sinh cá biệt cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trần Hiệp dùng phương pháp độc và lạ này để dạy kiến thức cho học trò của mình, nhưng cách dạy này cũng bị hiệu trưởng và lãnh đạo của trường nhìn thấy. Do học sinh của trường toàn là học sinh cá biệt, không một ai có thể đậu đại học, sở giáo dục quyết định sẽ cắt viện trợ, cũng có nghĩa là trường sắp phải đóng cửa. Trong giờ cơm trưa, đội trưởng đội bóng rổ gạt chân Lý Vĩ Thông, vậy nên nhóm học sinh cá biệt và đội bóng lao vào đánh nhau. Rất nhiều học sinh đứng xung quanh hóng chuyện, bọn họ bị bảo vệ kéo ra ngoài, bị kéo ra hành lang rồi bọn họ vẫn tiếp tục mắng chửi nhau. Đội trưởng mắng Lý Vĩ Thông là đứa không cha không mẹ, điều này đã chạm vào nỗi đau của Lý Vĩ Thông. Thấy hai người lại chuẩn bị đánh tiếp, Trần Hiệp lập tức đứng giữa can lại. Vì chuyện đánh nhau lần này, hiệu trưởng muốn đuổi học nhóm 5 người cá biệt.
Trần Hiệp cố gắng nói giúp học sinh và tự mình gánh chuyện này, dù sao các em cũng là học trò của anh. Xem ra muốn các em cải tà quy chính phải xử lý từng người một. Đầu tiên, Trần Hiệp đến tìm Hạng Tổ Phát giúp anh được đứng trên sân khấu biểu diễn, thực hiện ước mơ ca hát. Người thứ hai Trần Hiệp muốn giúp đỡ là Vương Đắc Nam và bố của cô. Ba người cùng nhau chơi đua xe go-kart, sau đó thiết kế một vụ tai nạn bất ngờ, khiến bố của Vương Đắc Nam nói ra những lời giấu sâu trong lòng. Thực ra ông rất yêu thương Vương Đắc Nam, cuối cùng hai bố con cũng làm lành với nhau. Tiếp đến anh đến tìm hai anh em sinh đôi Quan Khải Trình và Quan Khải Hiền. Sau đó mời người bố hay uống rượu ngồi lại với các bạn học sinh, cùng nhau nói chuyện. Người bố nhận sai và nút thắt trong lòng bọn họ cũng được cởi bỏ. Người thứ năm anh đến tìm là Lý Vĩ Thông. Trần Hiệp biết người khó thay đổi nhất chính là Lý Vĩ Thông. Cậu được bà nuôi lớn, bà nói Lý Vĩ Thông là một học sinh giỏi còn lấy ra sổ tay khen thưởng. Hóa ra những thành tích ở trên đó đều là do Lý Vĩ Thông tự điền vào. Lý Vĩ Thông rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu luôn chăm chỉ làm thêm để mua sắm vật dụng trong nhà. Tên trộm này rất to gan, dám trộm chiếc bật lửa vàng của trùm xã hội đen. Lý Vĩ Thông làm thêm ở sòng bài, lần này cậu ăn trộm đồ bị phát hiện, ông trùm tức giận cho đàn em tẩn Lý Vĩ Thông một trận nhớ đời. Ông trùm cho cậu cơ hội, ông ta muốn kéo cậu vào trong nhóm. Ông lợi dụng Lý Vĩ Thông bỏ thuốc vào nước của vua boxing, ông ta muốn vua boxing thua trận này vì chỉ cần vua boxing thua ông sẽ có tiền. Lý Vĩ Thông giả vờ đi lấy nước rồi đổ thuốc vào trong chai nước, sau đó nhanh chóng xoáy nắp lại, tiếp đến anh đi đưa nước cho vua boxing. Vào lúc vua boxing chuẩn bị uống nước thì trợ lý phát hiện ra bình thuốc trong túi áo Lý Vĩ Thông. Lý Vĩ Thông đang định giải thích liền bị ông trùm bịt miệng. Chai nước bị bỏ thuốc được đổ thẳng vào miệng của Lý Vĩ Thông, nhưng như vậy vua boxing vẫn chưa bỏ tức, anh ta đổ liên tục hơn 20 chai nước vào miệng Lý Vĩ Thông, sau đó nhốt cậu trong phòng thay đồ. May mà Trần Hiệp đến tìm Lý Vĩ Thông, Lý Vĩ Thông trong phòng thay đồ liên tục kêu cứu hơn nữa còn tè ra quần. Trần Hiệp thấy học sinh của mình bị bắt nạt, liền lao vào đối đầu trực diện với đám xã hội đen. Trần Hiệp ra tay, hai chiêu hạ gục một tên. Anh cầm vũ khí lên đâm vào đùi một phát, đâm vào mông một phát rồi túm cổ quật ngã. Sau đó anh một mình đối đầu với cả đám người. Trần Hiệp bắt đầu màn biểu diễn của mình, mỗi quyền cước tung ra là một tên ngã xuống. Lúc này có một tên đô con đánh lén Trần Hiệp, anh tức giận nhặt gậy lên cho hắn một phát, tên đô con ngã đè lên dãy tủ, sau đó anh ôm lấy một chân vật ngã hắn. Trần Hiệp đi đến trước tủ thay đồ thì không ngờ bị đánh lén từ phía sau, nhưng hắn vẫn bị Trần Hiệp đánh cho không dậy nổi. Những người phía sau thấy tình hình không ổn lập tức xông hết lên, Trần Hiệp tung đòn nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát. Một cú đá đã khiến cho kẻ địch nằm lăn ra đất, Lý Vĩ Thông bị nhốt trong tủ thay đồ cũng bị văng ra ngoài. Lúc này anh ta hét lên, còn ai nữa không, tới đây. Thấy Trần Hiệp khiêu khích thì vua boxing quyết định tự mình ra tay. Vừa xông lên đã tung liên hoàn cước, Trần Hiệp chỉ đành phòng thủ, vậy mà anh vẫn bị đánh ngã trên bàn, dường như Trần Hiệp có chút yếu thế hơn. Anh tiện tay cầm lấy một cái gậy gỗ đập vào đầu của vua boxing, sau đó Trần Hiệp nhanh chóng phản công, ôm lấy một chân vật ngã hắn. Trần Hiệp muốn khống chế vua boxing nhưng bị hắn ta đẩy ra. Vua boxing vô cùng mạnh nhất Trần Hiệp lên ném ra xa. Trần Hiệp thay đổi chiến thuật bắt đầu nhanh nhẹn di chuyển để né tránh, vua boxing không đánh trúng anh. Trần Hiệp bắt đầu phản công, bôi dầu nhờn lên đầy mặt đối thủ sau đó đấm một phát giữa mặt. Vua boxing bị đấm trúng nhìn không rõ nên đánh tùm lum, Trần Hiệp xô đổ tủ thay đồ để chặn đường của vua boxing, sau đó đánh liên tục vào người của hắn ta. Vua boxing thấy mình sắp chịu không nổi nữa, hắn ôm chặt lấy Trần Hiệp vật anh ngã ra đất. Trần Hiệp bị đập đầu cảm giác trời đất quay cuồng, còn vua boxing bị nặng hơn ngất ngay tại chỗ. Ôi trời, vua boxing bị đánh bại rồi. Ngày hôm sau tin tức Trần Hiệp đánh bại vua boxing được lan truyền khắp nơi, cả trường học dậy sóng. Tại sao Trần Hiệp đánh nhau giỏi thế? Hóa ra trước kia khi anh còn học ở trường Đức Trí, anh là học sinh cá biệt nhất trong lịch sử của trường, một mình anh đã có thể phá hỏng lễ tốt nghiệp của trường. Anh còn ra tay đánh quán quân piano và đạp rớt tượng của hiệu trưởng, bức tượng rơi xuống đập vào tay của quán quân piano, mũi của bức tượng thầy hiệu trưởng cũng bị rơi ra. Vì vậy hiệu trưởng quyết định đuổi học Trần Hiệp. Trần Hiệp bị đuổi nên chuyển đến học trường quân đội. Sau khi lớn anh bị đưa ra chiến trường nên anh không còn xem trọng chuyện sống chết nữa. Hôm sau Trần Hiệp đến lớp, cả lớp nghiêm nghị đứng dậy chào anh. Các bạn học sinh đều vô cùng hào hứng nghe Trần Hiệp giảng bài, không khí buổi học vô cùng sôi nổi. Nhưng Quan Khải Trình không chịu được áp lực học tập nên đã ra lan can nhà mình nhảy xuống. Vì Trần Hiệp là giáo viên chủ nhiệm của cậu nên bị liên lụy theo, Trần Hiệp chịu toàn bộ trách nhiệm và bị nhà trường đuổi việc. Tất cả các bạn học sinh biết tin đều vội vã đuổi theo thầy nhưng không kịp nữa rồi. Trường cũng phải đối mặt với chuyện cắt viện trợ. Chuyện này cũng đến tai của chủ xã hội đen, ông ta mong trường đóng cửa còn không được, bởi vì trường cản trở chuyện mở rộng bất động sản của ông. Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng đến, chùm xã hội đen xông vào lớp học, ngăn cản các bạn học sinh không được đến trường thi. Học sinh không đi thi sẽ không có thành tích, như vậy chắc chắn trường sẽ phải đóng cửa. Vào thời khắc mấu chốt Trần Hiệp quay lại. Anh ném một quả bóng rổ hạ gục một tên, sau đó phi người tung cú đá khiến đối phương bay xa 10 mét. Trần Hiệp cướp lấy cây gậy sắt bắt đầu chiến đấu. Trong lúc chiến đấu anh còn nói rằng, bây giờ phải dạy cái lớp này làm sao phải biết bảo vệ mình. Sau đó Trần Hiệp né người, tát, đánh vào bụng, cầm gậy đập, kéo một tên khác rồi lại tiếp tục đá. Đột nhiên anh tung cú đá xoáy đối phương lập tức bay ra xa, còn xô ngã thêm vài người, tiếp đến còn cầm thanh sắt đâm mông. Trần Hiệp chạy lên tầng 2 ném một cái que to bự. Mười mấy tên côn đồ đuổi theo anh, không ngờ anh từ lầu 2 đu xuống, một cú đá của anh hạ gục hơn mười mấy người. Sức chiến đấu này đúng là lấy một địch trăm, các bạn học sinh đồng loạt vỗ tay khen thầy ngầu quá đi.
Nhân lúc này các bạn học sinh chạy đến trường thi tham gia thi tốt nghiệp, Trần Hiệp đối đầu với ông trùm. Không ngờ ông ta chính là thiên tài piano hồi đó bị anh đánh, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này. Hắn ta bị Trần Hiệp đấm giữa mặt, sau đó anh kéo hắn đến chỗ tủ đựng cúp. Ông trùm liều mình chống trả, cuối cùng hai người xông vào trong phòng học. Ông trùm tung đòn chí mạng đè Trần Hiệp lên trên bàn, kết quả bị anh dùng hộp phấn đập vào đầu. Sau đó Trần Hiệp kẹp cổ hắn xoay người vật ngã đối phương, ông trùm dùng hết sức để thoát ra. Hắn cầm lấy ống dẫn dây điện kéo để gom hết bàn vào một chỗ, khiến Trần Hiệp kẹt ở giữa. Trần Hiệp bò xuống dưới gầm bàn, còn ông trùm đứng trên mặt bàn. Trần Hiệp đánh lén từ phía sau vật ngã đối phương, ông trùm ngã thật mạnh xuống đất, cuộc chiến kết thúc, Trần Hiệp thắng. Nhưng anh cảm thấy hồi nhỏ anh đã làm chuyện có lỗi với ông trùm, nên anh cầm dao đâm vào đùi mình, từ đó hai người không còn nợ gì nhau nữa. Trần Hiệp đi ra khỏi phòng học, lúc này các bạn học sinh thành công vượt qua kỳ thi với thành tích xuất sắc. Sở giáo dục quyết định sẽ tiếp tục viện trợ, các bạn học sinh thuận lợi tốt nghiệp, còn Trần Hiệp tiếp tục ở lại trường dạy học. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Đại sư Huynh. Câu hỏi kỳ này, các bạn có thích phim hành động của Trân Tử Đan không? Nếu thích hãy bấm phím 1, không thích thì bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.